Đây là những con cá lóc được mình bắt đem về nhà cũng đã rất lâu rồi. Tuy là tất cả bọn chúng đã về với thiên cổ, nhưng những video và hình ảnh về bọn chúng vẫn đang còn được lưu giữ trong điện thoại, chưa được chỉnh sửa và lồng ghép thành một video hoàn chỉnh. Từ đó, sự hy sinh cao cả của bọn chúng cho đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Hôm nay mình đã quyết định dành ra một video để tri ân về những cống hiến cao cả của bọn cá lóc này. Vì tôn trọng toàn vẹn thân thể của con cá lóc này, mình đã không mổ bụng và bỏ đi bộ đồ lòng của nó. Không tin thì tất cả mọi người hãy xem đây. Tuy là không bị mổ bụng bỏ đi bộ đồ lòng, nhưng mình cũng đã quyết định cắt nó ra làm đôi vì những thiếu thốn về vật chất trong khi nấu nướng và chế biến thức ăn. Với một thân xác to lớn đến như vậy thì nó phải được cắt ra làm đôi để phù hợp với những vị trí mà nó được an nghỉ trong khi chế biến thành các món thức ăn. Từ đó món ăn cũng sẽ trở nên đẹp mắt và ngon miệng hơn. Chọn ra một cái nồi to lớn nhất và đổ số lượng nước vừa phải vào bên trong. Thế là cho dĩa cá vào để hấp. Thấy như vậy chứ công việc thực sự cũng tương đối vất vả nha mọi người. Vì vậy trong những khoảnh khắc này mình cũng đã có những lời lẽ nặng nhẹ với hai đứa con thơ. Ừ, nhà để tao quay phim nha. Thế là món nước mắm chua ngọt cũng đã được mình tập trung chế biến thành công. Rau sống thì cũng đã được mình lặt rửa sạch sẽ. Bên trong thì nồi cá lóc hấp mỡ hành cũng vừa chín tới. Chia nó ra làm đôi cho những người bận công việc ăn sau cùng. Tất cả các nguyên liệu chính và phụ cũng đã được dọn ra tại khu vực ăn uống. Và món gỏi cuốn bún cá lóc cũng đã được hai cha con mình khai vị đầu tiên. Vì đây là một món ngon hiếm có và đắt tiền, nên mình nghĩ đông người là không cần thiết cho lắm. Chỉ hai cha con là vừa đủ, đúng không mọi người? Và nhờ ăn được ở một vị trí cũng tương đối kín đáo, bữa ăn hôm nay của hai cha con cũng đã tránh được sự dòm ngó và xin ăn của một số đối tượng chí phèo ở trong làng. Câu nói của ông bà xưa quả là không sai, cái ăn là của trời cho, đúng không mọi người?